Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong ngày hôm nay. Đẹp dịu dàng, tiên nữ An Bang, đó là câu hát mà mọi người vẫn thường xuyên được nghe trong hải trình vượt sóng ra Trường Sa. Và chắc chắn rằng ai trong chúng ta cũng mong muốn được một lần đặt chân đến hai hòn đảo Tiên Nữ và An Bang để chứng kiến nét đẹp dịu dàng ấy. Thế nhưng trái ngược với đảo Tiên Nữ từng được tin mới làm ở những video trước đây, thì ẩn mình sau vẻ đẹp xanh mướt An Bang lại là hòn đảo khó tiếp cận nhất, cũng như là một trong những thực thể có môi trường sống khắc nghiệt nhất trong tất cả các điểm đảo tại Trường Sa. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng Tin Mới tìm hiểu về hòn đảo đặc biệt này nhé. Trước hết là điều kiện tự nhiên của hòn đảo này. Theo đó thì An Bang là một trong những đảo nổi thuộc cụm An Bang, nằm ở phía nam của đảo Trường Sa của Việt Nam. Hòn đảo này cách cảng Cam Ranh khoảng 606 km và cách đảo Trường Sa lớn khoảng 139 km về phía đông nam, cách đảo Thuyền Chài hơn 37 km về phía tây nam và nằm trên thuyền san hô ngập nước có diện tích khoảng 210 ha. Hiện nay Việt Nam chúng ta đang kiểm soát đảo này như một phần của thị trấn Trường Sa thuộc huyện đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa. Nhìn từ trên cao xuống thì đảo An Bang có hình dạng như một cây nấm, rộng khoảng 1,58 ha, nằm theo hướng bắc nam với chiều dài khoảng 160 m và chiều rộng tối đa là 130 m. Khi thủy triều xuống thấp thì độ cao của đảo vào khoảng 3 m, bờ đảo cũng xa thêm khoảng 50 m. Đảo do các tảng đá san hô liên kết lại với nhau tạo nên, cho nên bờ đảo được bao bọc bởi các tảng đá san hô lớn. Ở bờ tây của đảo là một dải cát hẹp cố định, bờ nam bãi cát thường hay thay đổi theo mùa. Từ tháng 4 đến tháng 7 hàng năm thì bãi cát này được bồi thêm thành một bãi cát dài. Nhưng từ tháng 8 trở đi thì bãi cát này lại dần biến mất và dịch sang phía bờ đông quần đảo. Vì vậy, cùng cát trắng của An Bang có thể dịch chuyển sang quanh đảo theo chu kỳ một năm. Cũng chính vì thế mà An Bang hay được gọi là đảo đồng hồ, bởi vì những người lính đảo ở đây thường nhìn vào vòng xoay của bãi cát để đếm thời gian. Khó khăn lớn nhất của An Bang so với các đảo khác là dòng chảy sâu, nước xiết gần như quanh năm, cùng với cấu trúc bãi san hô dựng đứng. Thềm san hô xung quanh đảo rất đẹp, cách xa đảo chưa đầy 2 km, đáy biển đã sâu ngàn mét, nên bất cứ thời điểm nào trong năm sóng của đảo An Bang luôn dữ nhất so với các đảo khác thuộc quần đảo Trường Sa. Khác với những con sóng vỗ từng nhịp vào bãi cát mà chúng ta thường thấy khi đi du lịch tại Vũng Tàu hay Nha Trang, thì sóng ở An Bang lại dồn ra xa bờ, xô đẩy nhau tứ phía, tạo nên một cột sóng cao từ 5-6 m bao quanh đảo vô cùng dồn dập và dữ dội. Và chỉ cần có gió cấp 3, cấp 4 thì những chuyến tàu cập đảo sẽ gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. Nên có thể nói đây là đảo khó tiếp cận nhất tại quần đảo Trường Sa. Chính vì thế mà có câu nói rằng nếu ai đã đến An Bang, nếm mùi gió ở An Bang thì xem như là đã đi hết quần đảo Trường Sa. Cũng chính vì điều kiện khắc nghiệt đó nên ở An Bang không thể xây dựng cầu cảng vào đảo. Cách duy nhất để vào đảo chính là ngồi trên một chiếc xuồng không lắp động cơ, được kéo bằng một chiếc xuồng chống khác với sự hỗ trợ của cán bộ chiến sĩ trên đảo thì mới có thể băng qua được các con sóng lớn mà vào được An Bang. Theo đó, khi những chiếc xuồng kéo đến gần mép cát thì một sợi dây mồi được ném xuống. Những người lính lao mình vào những con sóng để nắm lấy sợi dây mồi. Ngay khi chiến sĩ nắm được sợi dây mồi, tiếng hò hiệu vang lên. Ngay lập tức những người lính trên bờ nhào tới cùng nhau kéo xuồng. Những người lính làm công việc có 102 này tại Trường Sa được gọi là đội cảm tử An Bang, do thường xuyên phải hứng chịu những trận cuồng phong và địa hình của đảo rất khắc nghiệt. Vì thế, đảo đã thành lập một đội công tác đặc biệt gồm trên 20 chiến sĩ khỏe mạnh, rất thiện chiến, giỏi bơi lội, có trách nhiệm đưa đón khách và vận chuyển hàng hóa, kéo xuồng để giúp những chuyến tàu ra vào đảo được an toàn. Việc bơi ra bắt dây, kéo xuồng lên bờ hoặc đẩy xuồng xuống biển về lại tàu lớn đòi hỏi các thành viên đội cảm tử phải biết chấp thời cơ giữa hai con sóng để thực thi nhiệm vụ nhằm tránh rủi ro. Thế nên, việc ngoài huấn luyện hàng ngày, hàng tuần với các chiến sĩ năng bơi lội, kinh nghiệm đón sóng, nhìn con nước thì điều quan trọng nhất là huấn luyện lòng dũng cảm, sẵn sàng đối đầu với nguy hiểm. Cứ như vậy, đội cảm tử đảo An Bang đã trở thành cầu nối bảo vệ, đưa đón từng đoàn công tác ra vào đảo cùng hàng trăm tấn hàng hóa lương thực, quân dụng được vận chuyển nhanh chóng, an toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và quân sự của cán bộ chiến sĩ trên đảo.
câu chuyện về đội cảm tử từng lưu truyền mãi ba thế hệ chiến sĩ của đảo như một huyền thoại về những người lính hải quân kiên cường, dũng cảm nơi tiền tiêu tổ quốc. Dù là đảo nhỏ, việc tiếp cận cực kỳ khó khăn, nhưng từ năm 2010 chúng ta đã tiến hành nâng cấp An Bang trở thành một đảo đáp ứng điều kiện cho con người sinh sống lâu dài và quá trình cải tạo hoàn tất trong 2 năm sau đó. Hiện nay, diện tích xây dựng đảo chỉ vào khoảng 0,9 ha. Do diện tích của đảo quá nhỏ nên đảo cũng không có nhiều công trình được xây dựng trên đảo. Nằm trong khu vực đóng quân của các chiến sĩ trên đảo là ngọn hải đăng An Bang, được xây dựng vào năm 1995 với hình trụ bát giác, có đáy là tòa nhà 2 tầng sơn màu vàng. Chiều cao của ngọn hải đăng được ước tính là 24,9 m và chiều cao tầm sáng là 22,2 m. Ngọn hải đăng này có hiệu lực ánh sáng từ khoảng 26 km vào ban ngày và 28 km vào ban đêm. Hiện các tòa nhà hành chính được xây dựng trên đảo chính là nơi ăn ở, sinh hoạt và đóng quân của các cán bộ chiến sĩ. Trên đảo còn có hệ thống điện gió và điện mặt trời. Một bệnh xá quân y và một sân đỗ trực thăng được xây dựng vào năm 2016. Ngoài ra là các chiến sĩ công binh, hải quân cũng đã xây kè chắn sóng kiên cố xung quanh đảo. Cũng như những đảo khác thì trên đảo An Bang không có nguồn nước ngọt. Vì vậy, một hệ thống tích trữ nước mưa đã được xây dựng để phục vụ cho việc sinh hoạt của các cán bộ chiến sĩ nơi đây. Ngoài ra là thổ nhưỡng của đảo chỉ là cát và san hô, bề mặt có phủ một lớp mùn mỏng nghèo dinh dưỡng, gây khó khăn cho cây cối trên đảo phát triển. Nên việc trồng rau xanh và tạo mảng xanh cho đảo An Bang phải trải qua một quá trình cải tạo đất rất gian nan. Trước sự khắc nghiệt đó, cán bộ chiến sĩ trên đảo luôn chủ động sáng tạo, chất chiêu từng giọt nước ngọt để trồng cây. Trải qua những năm tháng lao động mệt mỏi thì đảo An Bang từ bãi cát san hô đã trở thành một hòn đảo xanh tươi rợp bóng mát của các loại cây bàng vuông, phong ba, muối biển. Dưới tán cây lâu năm là những vườn rau tươi tốt đã được bộ đội xây dựng các hệ thống chắn gió biển. Nhờ đó mà tại An Bang, các cán bộ chiến sĩ đã có thể tự túc được nguồn rau xanh như rau mùng tơi, rau cải, mướp và không phải phụ thuộc vào đất liền như trước đây. Ngoài ra, các chiến sĩ trên đảo cũng chăn nuôi gia súc và gia cầm để cải thiện chất lượng bữa ăn. Trên đảo An Bang cũng được bố trí những công trình phòng thủ và chúng đều hướng ra biển. Đó là những kết cấu bê tông hình bán nguyệt và thuôn dài với các hào rãnh bê tông nằm sâu dưới mặt đất. Chúng dường như là nơi để đặt các thiết bị phòng thủ cũng như là nơi để quân ta tác chiến nếu xảy ra những cuộc đụng độ không may xảy ra. Nhìn chung, đảo An Bang mang đặc điểm tính chất khí hậu thủy văn của quần đảo Trường Sa. Tuy vẫn biết khí hậu ở Trường Sa là vô cùng khắc nghiệt, song duy chỉ có đảo An Bang là nơi khắc nghiệt bậc nhất, thậm chí còn được gọi là lò vôi của Trường Sa. Đảo có hai mùa, trong đó mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 và chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam, nhiệt độ trung bình từ 32 đến 34 độ C. Còn mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, nhiệt độ trung bình từ 29 đến 32 độ C, độ ẩm cao, gió đông bắc hoạt động mạnh, sóng lớn, khiến một lượng lớn nước biển bắn lên khắp đảo. An Bang, đảo tiền tiêu khó tiếp cận nhất nhưng đóng vai trò vô cùng quan trọng ở Trường Sa. Trước năm 1975, lực lượng Hải quân Việt Nam Cộng Hòa không đóng quân trên đảo An Bang do thời tiết ở đây quá khắc nghiệt, nhưng có đặt một bia chủ quyền trên đảo này vào ngày 20 tháng 5 năm 1963. Tới đầu năm 1978 thì quân đội Malaysia có khảo sát khu vực nam quần đảo Trường Sa, trong đó có đảo An Bang, và họ đã dựng một bia chủ quyền trên đảo. Về sau thì tấm bia này đã bị Hải quân Việt Nam dỡ đi. Đến đầu tháng 3 năm 1978 thì Trung tá Cao Ánh Đăng, chỉ huy Trung đoàn 146, Trung đoàn 83 Công binh Hải quân và phân đội đặc công nước Lữ đoàn 126 theo tàu HQ601 đã tập kết tại đảo Trường Sa để chuẩn bị kế hoạch đổ bộ lên đảo An Bang. Đúng 20 giờ ngày 10 tháng 3 năm 1978, lực lượng Hải quân Việt Nam đã đổ bộ thành công và đóng giữ đảo An Bang. Dù quân ta đã đóng quân ở trên đảo nhằm khẳng định chủ quyền, nhưng trong tháng 3 và tháng 11 năm 1978 thì Hải quân Malaysia đã cho các tàu chiến ép sát đe dọa các lực lượng trên đảo. Tuy nhiên, quân ta đã kiên cường bám trụ và buộc họ phải rút đi sau đó. Nằm ở phía nam của quần đảo Trường Sa, cách cụm nhà giàn DK1 và đá Ba Kẻ thuộc bãi Vũng Mây khoảng 130 km về phía đông, đảo An Bang là đảo thấp nhất về phía nam trong số 21 đảo do Việt Nam đóng giữ ở quần đảo Trường Sa, thậm chí nằm gần xích đạo hơn cả mũi Cà Mau, cực nam trên đất liền Việt Nam. Cho nên An Bang có vị trí rất quan trọng, nó như là một cầu nối giữa các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.
về khu vực dầu khí nằm trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc cùng với các đảo trong quần đảo Trường Sa, thì đảo An Bang tạo thành lá chắn vòng ngoài, ngăn chặn các hoạt động chống phá tiến công của kẻ thù trên đường biển, khống chế các máy bay quân sự, các tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, thì tại vùng biển khu vực đảo An Bang có rất nhiều loài tôm, cá quý hiếm như là cá ngừ, cá mú, tôm hùm, rất thuận tiện cho đánh bắt và xuất khẩu nên được biết đến như là một trong những ngư trường trù phú của nước ta. Và trong những năm qua, An Bang đã làm rất tốt vai trò điểm tựa cho các ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Kết hợp với ngư dân của các địa phương xây dựng thành một thế trận quốc phòng toàn dân trên khu vực phía nam Trường Sa. Ngoài ra, đảo An Bang còn nằm gần đường hàng hải quốc tế, tấp nập thứ hai trên thế giới. Do đó, nếu được đầu tư, đảo An Bang có thể trở thành địa điểm hỗ trợ dịch vụ hàng hải, mang lại lợi nhuận cao. Để phục vụ cho hoạt động hàng hải thì đèn biển trên đảo đã được xây dựng và đưa vào hoạt động. Có thể nói là ánh sáng tỏa ra từ ngọn hải đăng không chỉ có tác dụng soi đường định vị, đảm bảo an toàn cho hàng hải mà còn có ý nghĩa quan trọng khi khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự hỗ trợ của nhân dân cả nước thì đảo An Bang đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở, nhà làm việc kiên cố vững chắc, hệ thống năng lượng gió, năng lượng mặt trời được đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ trên đảo. Trong năm 2022, đơn vị đã quan sát được 11 lượt máy bay nước ngoài chưa rõ quốc tịch và 1.479 lượt tàu các loại. Bên cạnh nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ trên đảo An Bang còn luôn làm tốt việc cứu hộ, cứu nạn cho ngư dân khai thác, đánh bắt hải sản trong khu vực. Trong năm 2022, đảo đã tổ chức cấp cứu kịp thời cho 8 ngư dân về các bệnh trụy mạch, liệt tứ chi, chấn thương ngực. Đội ngũ y tế của đảo cũng đã kịp thời phẫu thuật cho 3 ngư dân, một trường hợp bị áp xe lan rộng bà tay, hai trường hợp tiểu phẫu lấy dị vật kết mạc và khâu vết thương phần mềm. Đồng thời khám và cấp thuốc cho hơn 250 lượt ngư dân, cấp hơn 3.000 lít nước ngọt, hỗ trợ các loại nhu yếu phẩm cần thiết cho ngư dân tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Thuận và Quảng Ngãi. Những việc làm ý nghĩa đó đã góp phần giúp ngư dân yên tâm bám biển, bám ngư trường, phát triển kinh tế, đồng thời tạo thế trận chiến tranh nhân dân trên biển vững chắc. Và đó là một số thông tin về đảo An Bang. Các bạn nhớ nhấn nút thích và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bấm chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.